Xin chào tất cả các bạn có biết đây là gì không? Đây chính là hai chiếc nồi mới của ABB Media Shop mà bên mình mới đưa về. Thì hôm nay mình sẽ unbox hai chiếc nồi này. Các bạn hãy cùng mình khám phá xem bên trong có gì nhé. Đầu tiên là chiếc nồi Mini Pro có dung tích là 20 lít. Đây là một chiếc nồi rất là cơ bản. Đây là nắp nồi. Bên trong thì có một tờ hướng dẫn sử dụng. Ở bên cạnh nồi này có một ống để đo lưu lượng nước, thì chúng ta có thể biết được mực nước ở trong nồi là bao nhiêu. Ở đây là vòi. Bên cạnh là công tắc bật tắt nguồn đun xoay để điều chỉnh nhiệt độ. Và phía bên này là hai cái đèn báo để chúng ta biết nhiệt độ là đang nâng lên hay là đang giữ ở nhiệt độ đường hóa. Chiếc nồi này thì khá là cơ bản và dễ dàng sử dụng. Với cái giá thành phải chăng thì nó rất là phù hợp với các bạn mới bắt đầu nấu bia, muốn đầu tư một cái mức chi phí thấp cho các thiết bị. Còn đây là chiếc nồi Basic Brew có dung tích là 30 lít. Về kích cỡ bên ngoài thì nó lớn hơn cái nồi 20 lít Mini Brew một chút. Ở đây cấu nạp thì có vòi, công tắc và tắt nhiệt độ, màn hình LED hiển thị nhiệt độ và công suất. Núm này dùng để điều chỉnh nhiệt độ và công suất. Và đây là núm điều hẹn giờ, điều chỉnh bằng cơ. Đây là ở phía bên trong nồi. Thì ở bên trong chúng ta có một cái hướng dẫn sử dụng. Đây là một cái túi lọc dùng cho quá trình điều hóa. Túi lọc này khi lọc mình sẽ đặt lên trên này để lọc mã mạng. Đây có một chiếc máy giả dùng để ngăn mã mạng họp xuống đáy nồi, chống hiện tượng cháy. Một túi gồm có một ống lọc bazooka và những cái chân đế của đáy giả. Cái này khi mình mua về mình sẽ tự lắp đặt. Như vậy là mình đã unbox và review hai chiếc nồi mới của ABB Media Shop. Thì đường link mua hai chiếc nồi này mình để ở phía dưới clip. Mình chúc các bạn có những trải nghiệm thật là thú vị khi nấu bia với hai chiếc nồi mới này nhé.